sân bay thế giới để tổ chức buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Jeff đi khác. Xin chào thú cưng siêu cấp. Chúng ta không muốn phá hỏng bất ngờ này đâu ha. Wow, mình đang đi đâu vậy trời? Có bất ngờ gì lớn sao? Hả? Bất ngờ chứ. Chúc mừng sinh nhật. Wow. Các bạn nữa đây rồi. Nhưng mà không phải tất cả